trái bầu đó là cô chú, thì cũng hai trái bầu tiếp theo nữa cô chú. Chú bò đang ăn trong một cái máng cỏ của cô chú ơi. Ghẹ bán nước đá rồi cô chú, và dưới này là có chiếc chở máy cắt đang chạy lên, có gơn trong đây nhiều quá. Chào anh hai, hôm nay anh đi chợ 13 vui quá hả anh? Dạ, vừa đi vừa thấy dục luôn hả anh? Dạ, uống cà phê cho anh. Dạ, vậy hả? Mỗi ngày mình bán được chừng 200 bọc một chút. À, vậy cũng đỡ ha. Cũng cũng kém ít để xe chở cuộc sống tiếp theo. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe chú, mai mốt bán nhiều hơn chú nha. Thường bán chắc mỗi gói 5 ngàn hả chị? Mình bán một số ít ít gì được hả, về nghỉ ngơi khỏe hả chị? 7 giờ hết rồi. Dạ, rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc sức khỏe chị. Mình mỗi ngày mình chiên khoảng nhiều cái bánh kẹp gì hả chị? Dạ, mỗi ngày chiên có khoảng tầm 100 cái. À, vậy cũng đỡ, bình quân cái mình bán được nhiêu chị? 5 ngàn. Dạ, 100 cái cũng đỡ ha, vậy dạ. Cũng có lời ít để chi phí cũng đỡ. Bây giờ là mình thường thường mình bán một ổ bánh mì khoảng nhiêu tiền vậy hả chị? 10 ngàn, 15 ngàn. À, còn vậy hả? Còn thì 2 ngàn. Dạ, bây giờ còn 2 ngàn cũng quá bình dân luôn ha. Hả? Ở giá làm hay vậy? Cái này mình mới nghe anh đó, hôm ngày mình quay cũng nhiều rồi, không có thấy sữa ấu. Rồi bữa nay có sữa ấu luôn. À, mắm này mắm gì vậy cô? Mắm là cá chấu. Dạ, vậy hả? Rồi cái keo nhỏ là bao nhiêu vậy chị? Keo nhỏ này là 45, còn keo bự 90. À, vậy là mình nhân 2 ha. Dạ. Còn vậy cái nặng thì mình bán tầm 6 hà. Dạ, cái nặng nó được nhiêu ha mỗi keo? Cái keo nhỏ thì nửa ký, keo bự 1 ký. Dạ, keo bự 1 ký ha. Mà cái này nước mắm này thì chai 20 ngàn, bán chai gì hà. Dạ. Còn cá lóc sống mà gì sao chị gì khỏa cái mỏ nó chơi vậy vậy? Khỏa cái mỏ cá lóc sống chị vậy ha chị? Vậy ha. Ai da cái này sáng tạo ha. Năm nay được nhiều tuổi rồi mà cũng giỏi quá vậy. 74 hả? 74. À, vậy cũng có lý quá là 74 tuổi mà còn giỏi quá luôn. À, chào chị hai, hôm nay vui quá hả chị? Vui. Dạ, mua được vậy rồi chị. À, à dạ được, me hả, me hả, về chắc nấu canh chua hay là cá kho lạc chắc ngon lắm luôn. Kể mà nghe ngon quá ta. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha. Chiều tiếng là gặp luôn, gặp chị bữa nay luôn, chiều nay đăng cỡ 6 giờ có vậy hả? Vậy hả, bữa hổm cháu có biết không mà cháu bắt vậy? Cá này tung tăng dữ ha, cái đầu nó chạy kìa, nó mạnh nó mới nhảy nhiều nè. Nhảy nhiều cái đầu mà nghe bà con nói hình như tùy theo cái ngờ rộng đó, nó chú ngờ rộng thì nó nhảy, ngờ rộng thì nó không nhảy. Cái này con cá lóc, mấy cá lóc này chắc cái ngờ rộng chắc tánh cũng hơi nóng tí, ngờ chú nó nhảy chạy đầu con cá hết trơn luôn mà, còn bên đây rộng không có chạy luôn mà. Hôm nay mình cũng ngoại viên nha, đi lại chợ cầu gầm cầu 13 đó, gặp cái cô này đặc biệt là cô này nè, vui quá luôn đó. Người đẹp. Cô tướng thon gọn mà thấy rất đẹp nghe, đặc biệt là cô lúc nào cũng có nụ cười trên môi đó. quá vui là quá vui. À, rồi như mình thường đi lại đây uống cà phê không chú? Thường uống cà phê giấc sáng đây không? Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy lâu lâu mới lại hả? Chú dạ. Thấy thưởng thức cà phê ở quán này mà thấy sao chú, ngon dữ lắm không? Dạ. À, cái bọc này khoảng nhiêu tiền chị? Bọc này 2 ngàn, bọc này 3 ngàn. Dạ vậy hả? Dạ. Quá ta, có ớt chậm luôn bà. Ớt luôn, bằng xả ớt mà. Chị sắc luôn đó hả? Dạ, chậm luôn. Dạ, hay quá bà. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nghe, mốt bán thật nhiều xả ớt này cho bà con về mùa cá linh này kho chắc ngon luôn đó. Cá linh kho xả nghe cô chú. Chị hai thì cười luôn kìa, vui quá nha. Mùa nắng nổi này hả cô, cá ngon lắm luôn, cá ăn mềm mềm.
ăn nó không có dai cứng mấy mà nó mềm mà nó ngon, thịt nó ngọt lắm. Ồ, thịt nó ngọt lắm. Qua tới tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 vậy đó, lúc đó là thịt nó cứng lại ha. Lúc nào cũng vui vẻ hết kìa. Thằng tao, tao bình quân khoảng nhiêu tiền vậy con? 15 ngàn. Dạ, quá bình dân nha cô chú. Đây là chợ gầm cầu nè, quay lên cái gầm cầu cho cô chú xem luôn nè. Đó, mình ở dưới đây thì mình buôn bán nha. Có trời mưa là mình cũng tiện đó, nó không bị ướt. Bình thường. Dạ rồi, cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha, mai mốt bán thật nhiều cá nha cô. Dạ, rồi chào cô. Chuẩn sẵn ngon hả cô? Dạ. À, ngon quá luôn nha. Nhiều ký gì cô? Ký 1.2. Dạ, bình dân nói nghe cô chú, mua vài trăm gram là ăn thoải mái luôn. Còn cái con chưa chọn? Cái này cũng 1.2. Dạ cũng bằng ha. Cô chú anh chị và các cháu, hôm nay chú Sáu Cải Me đến cầu 13 sẽ ghi hình tiếp theo cho cô chú xem. Tiếp theo là chú Sáu Cải Me sẽ quay chợ dưới gầm cầu 13 cho cô chú xem bà con mua bán vào mùa nước nổi và có những mặt hàng cá đồng giao như thế nào. Cô chú đồng hành với chú Sáu Cải Me để khám phá tiếp theo. Rồi chú Sáu Cải Me sẽ chạy tiếp theo xuống chợ gầm cầu. Có chú đang thể dục và ghé chợ mua thức ăn về kìa cô chú. Chào chú. Dưới gầm cầu này thì nói chung là ngay dưới dạ cầu nè cô chú. Cái cua này thì đi xuống nó hơi khó nha, nó hơi gắt cô chú. Chạy tới đây mình phải chậm chạp đặng mình qua từ từ. Nói chung cái cua này thì nó hơi khó. Rồi chú Sáu Cải Me chạy tiếp theo chú ơi. Đây có xe đậu hai bên nè cô chú. Kiếm chỗ mình đậu mình gửi xe con chú. Chú chợ với gầm cầu mà con chú, và đây là cây cầu mà qua con chú rồi bà con đang nhóm ở dưới dạ cầu. Chợ này cũng hồi cũng lắm đây nè cô chú. Chú hai này cũng đang đi chợ về. Đây là cô chú xuống dài nghe, bà con cũng đặt đây là chợ gầm cầu. Đây là có chú này đang bán à. Đây đây cũng có thấy mình có tiệm bán hủ tiếu nè. Hủ tiếu cơm rồi các loại luôn nè. Cháu này đang bán nè. Chào cháu. Hôm nay lâu lắm rồi mình mới trở lại, mình quay chợ gầm cầu ở cầu 13 cho cô chú xem luôn nè. Bây giờ bà con mua bán cũng thấy đông vui quá và rất thân thiện luôn. Đặc biệt là có cháu này đang bán nè, hủ tiếu nè. Hủ tiếu là thịt xương ấm nè, rồi nói chung giò heo các loại luôn. Ngon quá luôn nha. Quay anh đi ở ngoài luôn kìa, quay ở ngoài đi. À ok, chào 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 anh hai, hôm nay anh đi chợ 13 vui quá hả anh? Vui. Dạ, vừa để vừa thể dục luôn hả anh? Vừa thể dục luôn. Dạ, uống cà phê cho anh. Kia uống. Dạ vậy hả, đi tới đằng kia cho nó dài dài chút đặng mình thể dục cho nó khỏe hả anh?
Dạ. Anh uống cà phê cho anh. Chưa. Lấy 50 uống cà phê ăn sáng rồi anh ơi. Thôi được rồi. Không à, chú này tuy rằng cũng lớn tuổi nha mà đi chợ 13 mình cũng vui dưới gầm cầu nè, rồi chú đi dạy lên kia chú uống cà phê luôn, tại vì không đi dạy thì nó cũng không có luyện sức khỏe, giờ chú chưa chịu uống à hả, không rồi mình bán thấy đắt không mà gì chú vậy ha, cũng đỡ ha, cũng đỡ rồi, bây giờ mình chắc nghỉ bán tầm quá luôn hả? Rồi, nghỉ đâu rồi. Nói chung chuyển nghề cũng êm quá ha, mà quan trọng là đây sáng này bà con ăn cái này là vừa ngon mà vừa no luôn. Rồi cảm ơn chú luôn nha, rồi chúc sức khỏe cả gia đình mình luôn, rồi chào chú, rồi bye bye. Hổm gà có bếp chưa nè, có bếp chưa nè. Rồi mình đi tiếp theo coi chú ơi, mình thấy thằng này có chú quán bán cái này ngon quá ta, để coi xích vô mình coi vừa có bánh lọt nè coi chú, nãy giờ mình ở xa mình nhìn không thấy rõ, bánh gọt chú này để nước cốt rồi ngon quá ha, nước dừa mỗi bọc mình nhiêu tiền vậy chú? 5.000. Cũng dễ chẳng bà con dễ mua ha, mà mình thấy cái bọc này bự lắm nè coi chú, mua là lợi luôn á. Bên đây kêu gì chú? Bánh đúc hả? Bánh đúc xương sa bánh lọt nha coi chú. Mình thường thường chắc mình chạy chuyển chợ nhiều lắm hả chú? U Lâm hả? Mình ở quê quán trên U Lâm hả? Có, mình ở số 10. Số 10 hả? 13. 13. Hôm nay mình đi chợ gầm cầu 13 mình bán luôn. Đậu quán kia kìa. Vậy ha. Đó chắc rồi. Dạ. Chạy lên kia đậu chỗ cầu đắng. Vậy ha, đậu điểm cho bà con dễ mua ha. Đậu chỗ cầu á. Tại nó cũng hơi chặt nè, nếu mình chuyển chạy vô nó hơi chặt. Bán dạo nhiều. Dạ bán dạo. Mỗi ngày mình bán được chừng 200 bọc không chú? Tổng cộng 200 bọc. Vậy cũng đỡ ha. Cũng kiếm ít để xây chở cuộc sống tiếp theo. Dạ. Rồi chúc sức khỏe chú nha, mai mốt bán nhiều hơn chú nha, sáng bán một chuyến xe, chiều một chuyến luôn là thành 400 bọc luôn. Dạ. Rồi chào chú. Chị hai, hôm nay mua được gì cho chị? Mua đồ ăn. Dạ mua đồ ăn hả, được cùng một số hả? Dạ. Vậy chút mua tiếp theo. Cảm ơn chị nha, chúc sức khỏe chị. Đây tập quá nè cô chú ơi, cái này tập quá năm hơn luôn. Quay dữ à? Dạ, hôm nay là quay YouTube hả? Dạ, quay YouTube để làm lưu niệm luôn. Đây nè chị, để dành kỷ niệm nói chuyện nhiều chút để lưu niệm cho hai. Chúc em quay may mắn. Dạ dạ, rồi chào chị, cảm ơn chị nhiều. Đây tập quá nè cô chú ơi, tập quá này bán đủ mặt hàng luôn. Đây thương hiệu luôn. Thương hiệu đây là tập quá năm hơn nha cô chú. Đây có số điện thoại luôn nè, muốn mua gì thì điện trực tiếp vào số điện thoại này liên hệ tiếp theo. Mình lúc trước mình cũng có bỏ kẹo me đây nè cô chú. Chào các chú, hôm nay uống cà phê ở chợ 13 mình dưới gầm cầu thấy vui quá ha mấy chú. Dạ dạ dạ. À chào cô, hôm nay đi chợ mua được gì rồi cô? À vậy hả? Vậy hả? Cũng vui quá ha. Đã rồi. Rồi ok, mẹ thấy vui vẻ quá ha. Rồi chúc sức khỏe cô ha. Chào cô đây. Cái gì á? Nay về nữa mình xem gì vậy mà cũng không hiểu nữa. Sao? Cái tiền cho bà vô đặc biệt chứ. Cho tiền luôn thấy ông nội ơi. Thì ơi cái này giới thiệu mốt bà con mua nhiều.
Đây bên đây thì có quầy thuốc nè cô chú, quầy thuốc xong hơn nè cô chú. Rồi chú này đang mua đi chợ về nè, có mua cá lóc. À chào chị Hai, hôm nay mình chạy xe mình đi bán xôi. Dạ. Vừa tiện bà con mua mà cũng vừa ngon luôn ha chị. Dạ. Ấy sao chị tính mua gì chị dừng lại đây vậy? Kêu mấy người mua xôi. Vậy hả? Kêu mối hả? À chị đi giao dịch mối kìa. Tưởng đâu chị đi đâu mà chị đi giao dịch đặng coi bà con ăn mấy gói á chị làm chị đem vô luôn. Dạ. Nhận cũng tiện ha, vừa đi như tập thể dục luôn, khỏe sức khỏe luôn. Vừa bán được thu nhập tiền luôn. À dạ, chị này nấu hai loại xôi nha. Xôi bên đây là xôi đậu. Xôi đậu trắng. Bên kia xôi gì quên chị? Xôi đậu xanh. Dạ, xôi đậu xanh, xôi đậu đậu này đậu trắng luôn. Thường thường bán chắc mỗi gói 5 ngàn hả chị? 5 ngàn hả? Rồi. Bán 5 ngàn. Dạ. Lợi ích được rồi, lại dạ. À, mình bán một số ít gì được hả, về nghỉ ngơi khỏe hả dạ, chị? Bán 7 giờ hết rồi. Vậy hả? Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc sức khỏe chị. Chào cô, hôm nay đi chợ mua đồ ăn ngon quá ha cô. Kìa có nải chuối kìa, trái bự quá luôn đó. Đây đặc biệt là này dưới gầm cầu nè cô chú. Này, bánh cam ngon quá nè cô chú. À, mua hai chú chiên ngon ha. Đây có chú này đang bán số đi tới nè cô chú. Đây có cục cá. À chào chị. À, chị làm gì mà thấy hay ngộ ngộ ta? Cái đó là chị làm gì chị? Đánh bột để nướng bánh kẹp đó hả? Dạ. Dạ. Chị làm trực tiếp đây luôn rồi nướng trực tiếp đây luôn nha. Nướng trực tiếp luôn. Dạ có luôn, lâu lại để lại lần cho bà con vui vẻ một chút để dành clip kỷ niệm luôn. Dạ. Dạ. Mình mỗi ngày mình chiên khoảng nhiều cái bánh kẹp vậy hả chị? Dạ, mỗi ngày chiên có khoảng tầm 100 cái. À vậy cũng đỡ bình quân cái mình bán được nhiêu chị? 5 ngàn. Dạ 100 cái cũng đỡ ha, vậy dạ. Cũng có lời ít để chi phí cũng đỡ. Chi phí mình lời cũng được trong ngoài. Dạ vậy cũng đỡ ha. Rồi cái này chú chị Thái Lan chú sấy. À Thái Lan chú sấy hả? Dạ. Chị làm không hả chị? Làm không à. Dạ. Được quá ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha. Mai mốt bán nhiều bánh kẹp hơn nữa ha chị. Dạ. Rồi chào chị. Con này bán nấm nè, mỗi bọc vô bọc sẵn luôn. Cá đều hồng một chút. Hồng còn đóng đẹp quá với cá cha luôn. Cá lóc nó vô. Chào chú. Cá lóc bự không ta? Dạ cá nuôi con to không có chú.
nuôi, tuy rằng giá thành nó cũng rẻ mà như giờ về mình làm cũng rất ngon. Nướng chui ha, gói bánh chén nè, cuốn bánh chén nè cô chú, ngon lắm luôn. Bây giờ đợi nhiêu ký gì hả anh? 55 hả? Dạ, cũng dễ ăn ha. Con thì cỡ chừng ký, ký ngoài, có khi không tới, mua cũng được. Rồi cảm ơn anh, chúc sức khỏe anh nha anh. Dạ, chào anh. Đậu đậu phộng máy sẵn nè bà chú. Phần mì bắp luôn. Đây có xôi với bánh mì của chị này bán luôn. Chào chị. Chào chị, bánh mì. Bánh mì vàng vàng tươi ngon quá ha. Bây giờ là mình thường thường mình bán một ổ bánh mì khoảng nhiêu tiền vậy hả chị? 10.000, 15.000. À, vậy hả? Còn không thì 2.000. Dạ, bây giờ còn 2.000 cũng quá quá bình dân luôn ha. Vật liệu xe, vật liệu cái gì nó cũng lên, với đồ ăn gì nó cũng lên hết mà bà con cũng bán còn 2.000 nữa kìa. Ủa ở đâu đi đây? Dạ ở trong cống ganh á. Dạ, lò gạch cống ganh á. Lúc trước có bán chợ me mà giờ me lên quá rồi, bà con đang dừng dừng lại rồi. Bây giờ rảnh đi tranh thủ quay phim tiếp theo. Rồi cảm ơn chị nha, chúc sức khỏe chị. Đây. Rồi. Dạ. Đây có dừa. Chào chị hai. Dạ, dạ. Hôm nay mình có bán rau muống đồng ngon quá ha chị. Dạ, chị hai bán. À, mỗi bó khoảng nhiêu tiền vậy? Bó chị 5.000. Dạ. Em mua 10.000 ba bó. Dạ, vậy cũng rẻ bình dân quá ta. Bà con mua cái này thường thường bà con về làm cái gì ăn ngon ha chị. Bánh chua, bắp lỗi. Dạ, vậy hả? Dạ. Vậy thôi nếu lâu dài thì làm dưa chua hả? Dưa chua. À, dưa chua mà bỏ thêm mấy sắc mấy lát ớt bỏ vô với tỏi nó chắc nhìn thấy ngon lắm á. Cái này rồi cũng như của chị hái mình ăn hả vậy? Dạ, hai chồng chị hái chị bán. Vậy hả? Dạ. Ngày được chừng trăm. Chồng chú ơi bán có bữa thì được 10.000, có bữa 20. Dạ, được trăm cũng như nhà 100 lợn không? Không ha, bán có mấy chục lợn bán cũng hết. Thấy có nhầm chỗ có bông súng nhiều lắm đó chị. Dạ, mà ở đây chỗ nào á? Chỗ này không có bông súng à? Dạ. Đây có đây rồi, cảm ơn con ha. À, để mình qua anh đây tiếp theo. Đây có bán cam nè, rồi bán hủ qua đậu gầm luôn, dưa leo luôn. À, sữa ấu nữa hả? Tại giá làm hay vậy? Cái này mình mới nghe anh đó, hôm ngày mình quay cũng nhiều rồi không có thấy sữa ấu, rồi bữa nay có sữa ấu luôn. À, đi xa thì nó không ấy. Đây nè, rồi cái này chừng nào mới có? Chiều mình sẽ đăng lên. Ở mình ở Chi Tôm, ở cống ganh lò gạch nè. Bấm cái đó bây giờ có máy không? Máy được ra bấm luôn. Quay để mình coi lên phim, mình coi để dành lưu niệm luôn á. Để dành lâu quá rồi mình bắt lên mình coi có mình trong đó luôn, ở chợ gầm cậu nè, rồi nói chuyện rồi nó vui vẻ bà con tất cả đây mình thấy luôn. Nhiều khi quay cái chợ mà không có mình, cái bà con coi xong cái bà con nói không có tôi chổng gì hết trơn. À, bên đây chị này luôn đi, để mai mốt không có chị này ổn lắm. Chào chào chị. À, hôm nay mình bán hột vịt này hồng hồng đẹp quá ha chị. Đặc biệt có khẽm luôn cô chú ơi. À, cái này mình ăn cơm ha, vài trái cái là mình ăn bữa cơm chắc ngon lắm luôn á. Dạ, ngon lắm. Dạ. Tại đó cơ chị mía đó. Dạ vậy ha. Dạ. Cái đó là cái đó của mình mua mình bán lại cái vậy đó chị. Là của nhà. Vậy vậy hả, trồng hay vậy ta? Có trái chín nữa kìa, trái xanh nữa kìa, bà con muốn ăn chín thì mua ăn trái chín, trái xanh thì trái xanh. Trái xanh thì nó giòn hơn nha cô chú. Rồi mắm này mắm gì vậy cô? Mắm cái chấu. Dạ. Vậy hả?
Rồi cái keo nhỏ là bao nhiêu vậy chị? Keo nhỏ này là 45, còn keo bự là 90. À vậy là mình nhân 2 ha. Dạ. Còn vậy cái nặng thì mình bán tầm 6 hà. Dạ cái nặng nó được nhiêu ha mỗi keo? Cái nhỏ thì nửa ký, keo bự thì 1 ký. Dạ keo bự 1 ký ha mà. Cái này nước mắm này thì chai 20 ngàn, bán chai gì hà? Dạ chai nhiêu ha? Chai 20 hà. Mà chắc 1 lít, lít quá hả? 1 lít trở lại hà. Dạ dạ, dạ dạ dạ. Đây có ổi nữa kìa. Dạ, ổi nhà, chanh dạ. Nhà, chuối nè, chuối nhà. À, dạ, vậy ngon vậy, chuối cao kìa. Vậy cái vườn của chị chắc cũng lớn lớn cũng đã rồi ha. Được. À, vậy cũng được, vậy bữa nào cũng có bán, cũng có người thu nhập á. Ông xã nhà, ông cũng cực chứ, ông phải đi tới lui hoài luôn. Đặt ổng làm cỏ, bỏ phân. Tại gì ạ? Đó nữa về mình coi á. Dạ, vậy đó hả? Dạ. À, bắt lên vô tiếng là gặp luôn, gặp chị bữa nay luôn, chiều nay đăng cỡ 6 giờ có. Vậy hả? Vậy hả? Bữa hổm cháu có biết không mà cháu bắt vậy? Không, được không, nó bắt nó ở nhà mà được không, cái nó bắt lên nó ra ngoài. Con gặp bà ngồi bên kia, còn bà Sáu được ngồi bên đây. Mà cũng như không có biết, không có vậy mà nó lên đó ha. À, dạ vậy cũng đỡ ha, vậy là mai mốt bà con dễ biết luôn. Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha. Dạ. Để qua đây quay cho dì Hai này nhiều chút cho để làm lưu niệm luôn. Dạ. À chào dì Hai. Dạ. Dạ. Hôm nay mình có rau muống mà đặc biệt là rau muống mùa nước nổi này nó đẹp quá ha. Mập mập kìa cô chú. Đẹp lắm luôn. Dạ. À, mỗi ngày mình hái mình mà được cỡ khoảng nhiêu dạ vậy hả? Cái đâu có đâu. Vậy là mép bên rau này không có gì ha. Rau của tôi. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Năm nay được nhiều tuổi rồi mà cũng giỏi quá vậy. 74 hả? 74 à. À vậy cũng có lý quá là 74 tuổi mà còn giỏi quá luôn. Héo nó héo luôn. Trời ơi, héo nó về cục nhà tôi cũng lặn cái nè, bởi vì tôi hái cái chuyện qua là. Dạ. Đó đang cầm một súng rồi cô chú, đang mua một súng. À chào chị Hai, hôm nay vui quá hả chị? Vui. Dạ mua được vậy rồi chị. À, à dạ được mè hả, mè hả? Về chắc nấu canh chua hay là cá kho lạc chắc ngon lắm luôn à. Ai à, kể mà nghe ngon quá ta. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha.
ngon quá, sẵn bà con tiện mua luôn. Bye bye. Chào chế nướng nướng thịt này ngon quá ta, nghe mùi thơm mới xa mình nghe mùi thơm luôn, mình lại quay luôn cho chị luôn. Rồi cảm ơn chị nghe, chúc sức khỏe chị. Đây cá linh kìa chú, cá linh cá lóc nghe, cá đồng mình bây giờ là mùa nước nổi nè, cá đồng ngon lắm luôn. Quay luôn. Đây cá lóc ngon quá à. Giới thiệu cho bà con nữa, mai mốt nhiều người mua cho chợ gầm cầu mình, mười ba mình mai mốt bán thật đắt luôn. Đây cá lóc làm sẵn luôn cô chú ơi. À gì hai này hay quá chị. Ý còn cá lóc sống mà gì sao chị, gì khỏa cái mỏ nó làm chi vậy? Khỏa cái mỏ cá lóc sống chị vậy ha chị? Vậy ha. Ai da cái này sáng tạo nha. Mà con cá giống như cái đầu nó còn nguyên hả, mà khỏ ngay cái mỏ làm như nó bất tỉnh vậy hả? Rồi cái mình làm nó dễ ha. Rồi, hay ha. Rồi cảm ơn dì hai nha. Rồi cảm ơn cô luôn. Cảm ơn dì mua cái cá ra được rồi. Dạ. Chú ơi, mai mốt có đi chợ 13 với gầm cầu này lại đây ủng hộ cá lóc làm sẵn với cá lóc vừa làm luôn nè, cá lóc đầm nè, ngon lắm. À, mấy con cá này tung tăng dữ ha, cái đầu nó chạy chạy kìa, nó mạnh nó mới nhảy nhiều nè, nhảy nhiều cái đầu mà nghe bà con nói hình như tùy theo cái ngờ rộng đó nó chú, ngờ rộng thì nó nhảy, ngờ rộng thì nó không nhảy. Cái này con cá lóc, mấy cá lóc này chắc cái người rộng chắc tánh cũng hơi nóng nóng tí, chú nó nhảy chạy đầu con cá hết trơn luôn à. Còn bên đây rộng không có chạy luôn nè. À. Không nhận hai cái thao là hai cái xịa là thấy nó khác nhau cái chú. Chợ mình chợ gầm cầu mình ở cầu 13 bây giờ thấy cũng vui quá nha. Giác này bà con cũng đi nhộn nhịp quá. Để mình qua đây chút coi chú. Vui mình mới qua đây mình quay nè. Dạ. Nghe bà con với các cô bên đây vui quá qua quay luôn. Dạ chợ hôm nay chợ 13 mình cũng đỡ ha. Kìa bà con đi cũng thấy cũng tương đối đông nha cô chú ở dưới gầm cầu mà. Cái này nó tiện cho bà con nha, trời mưa cái mình qua bên đó luôn là mưa mưa không ngớt luôn. Tôi có làm cái kéo
hay xe nhỏ? Có bán chợ được nhiêu bó để gánh gửi chút coi. Ai da, bán mà cũng bán đắt quá nghe. Khách hàng đang đưa tiền và đếm tiền luôn. Chào cô. Chào cô, hôm nay mua bọc phi mì ngon quá ha. Tỷ gần cũ nó không to mà nó gơi gơi mà chắc ăn chắc ngon lắm luôn á. Có nhầm bà con thích ăn cũ nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Nó bột ít đỡ ngán chút. Cái này kêu bên ngơi nha. Cái gì vậy? Cái này để dành mình coi đó. Này có gì mấy đó mình quay lên mình coi thôi không? Đúng rồi, mình bấm vô đây mình coi để không phải mình quên, về mình bấm không được. Rồi. Về bấm không được không. Dạ không biết chỗ nào mà bấm mà coi. À hôm nay mình cũng mai viên nha, đi lại chợ cầu Gầm Cầu 13 đó. Gặp cái cô này đặc biệt là cô này là vui quá luôn đó. Cô tướng thon gọn mà thấy rất đẹp nghe. Đặc biệt là cô lúc nào cũng có nụ cười trên môi đó. Quá vui là quá vui. Để dành lưu niệm luôn. Rồi cô bên đây làm cá nữa nè. À có đặc biệt là có mấy con cá thiểu này ngon quá ha cô. Dạ, cá thiểu nè, cá à cái này kho tiêu ăn ngon lắm hả? Đúng rồi. Dạ. Đây có cái này cá thả đó. Dạ, cá thả. Nhà cô gần đây không, bữa nay đi chợ vui và thoải mái quá vậy cô? Dạ cũng tiện ha. Rồi chúc cho cô vui vẻ và đặc biệt là gia đình mình vui vẻ hạnh phúc với sau này con cháu hiếu thảo với cô luôn. Rồi chào cô. Chào chị hai. Nấm gom mình đẹp đẹp hay quá ta, bự ngon quá ha. Nhiều ký gì chị? 80. À cũng bình dân nghe mua nửa ký nhiều lắm đó cô chú. Rồi có bán xài thanh ca nữa nè. Thanh ca chín quá luôn. Hả? Ngọt ngay luôn. Lá mối có nè. Lá mối. À chị hai này có bán cua nè. Cua đồng nè ngon quá ha cô chú. Đây nè cô chú, nho ngon quá nè. Chào chị. Hôm nay bán cá goofy này làm phơi khô chắc ngon nướng lắm hả chị? Nướng hả? Làm mướn. Dạ làm mướn hả? Dạ dạ. Cái này như mình cắt đầu sẵn rồi bà con về phơi khô bà con làm mắm vậy ha? Mình chả. Mình chả hả? Dạ. Dạ chả cũng ngon quá ha. Thì mình biến chế ha cô. Rồi mình làm như vậy làm ngày hay làm sản phẩm? Dạ 1 ký 5 ngàn hả? Vậy hết này cũng hơn 10 ký rồi. Dạ.
rau mà lóc da. Thì mình có đánh dãy không hả? Lóc da. Lóc da hả? Đó. Lột về lột da là nó dằn dãy hết ha. Rồi cái xương trong đó là sao? À? Lóc ra luôn hả? Ồ, lóc ra vậy là làm này lâu lắm mà. Mà lóc ra lâu lắm mà mình tính chục ký tư chưa làm chứ tính ra thịt đó rồi sao được tiền? Rồi tính thịt hay gì? À, dính cá tư nó mới đảo chứ mà tính thịt đâu được nhiêu đâu. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nha chị. Dạ, chào chị. Rồi mình đi về ra đây tiếp. À chị hai này sắc xả, sắc xả ngon quá ta. Xả xả cầm sắc. Dạ mình chưa tới mình nghe thơm mùi xả quá nè. Để đây mình quay luôn cho cô chú xem luôn. À ba cái bọc này bán nhiêu tiền chị? Bọc này 2.000, bọc này 3.000. Dạ vậy hả? Dạ. Đủ quá ta. Có ớt trọng luôn ta. Ớt luôn, bằng xả, xả ớt mà. Chị sắc luôn đó hả? Dạ, cầm luôn. Dạ hay quá ta. Rồi cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị nghe, mốt bán thật nhiều xả xả ớt này cho bà con về mùa cá linh này kho chắc ngon luôn đó. Cá linh kho xả nghe cô chú. À, chị hai này cười luôn kìa, vui quá nha. Rồi cảm ơn chị. À cô này đang đi chợ vui quá ta, máy bay luôn kìa. Dạ, mọi người nghe. À mình mua được gì rồi hả cô? À dạ, mấy con cá lóc này khô quéo rồi, ăn nó mà mình biết chỗ mà chắc nữa mình lại tranh thủ mình ăn coi bữa trưa chắc ngon luôn. Mình thích ăn cá khô quéo lắm. Dạ tuy rằng ăn đơn giản vậy chứ nó cũng ít bệnh nữa đó, tại vì mình ăn cá khô quéo cái mình ăn canh vô ha, rau vô nhiều á, cái là nó kéo trở lại là con người mình khỏe lắm. Giống hiện giờ mình cũng hơi lớn lớn tuổi nè mà còn mình đi quay phim với đi các chỗ luôn cũng được luôn nè. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Đây cá rô nè cô chú, cá lóc cô chú này làm sẵn luôn nè, tiện quá luôn nha. Bà con mua là về cái mình làm sơ lại cái là mình sử dụng được rồi. À có mấy cá rô đồng này ngon nè cô chú, cá rô đồng nè, ký khoảng nhiều vậy chú, cá rô đồng nè. Dạ ký trăm cũng chẳng dễ tính tiền quá ha. Cá lóc mà cô chú. À bên đây có cá rô non nè. Đây là bên này, mép bên này là bên này gầm cầu nè cô chú. Cầu này là cầu 13 nha, là đảnh đó cô chú. À quay phim làm lưu niệm luôn. Để mai mốt mình xem, nếu không có mình thì ổn lắm. À chào cô, hôm nay làm cá lóc bán gần hết hả cô? À, vậy còn ít có người ta dặn hay gì rồi? Dạ, cái này mà ăn luôn rồi. Mà ăn luôn. Công nhận mình cũng tiện ha, cái nào mà bán cuối cái mình làm luôn à. Cái là dạ. Mà ăn cá đồng này nó bồi dưỡng lắm nè, nó ít có độc hại nữa. Cá này thiên nhiên nè, bơi lội tung tăng dưới nước luôn á. Nhất là mùa nước nổi này hả cô, cá ngon lắm luôn, cá ăn mềm mềm. Ăn nó không có dai cứng mấy mà nó mềm mà nó ngon. Thịt nó ngọt lắm. Ồ, thịt nó ngọt lắm. Qua tới tháng 4, tháng 5, tháng 6 vậy đó, lúc đó là thịt nó cứng lại ha. À, 1 ký khoảng nhiều tiền nha, cá nhỏ nhỏ mình. Được quá ha, mua nửa ký là về kho ăn cỡ 4 người ăn được luôn. Với bây giờ có bông súng sẵn đó nè, tiện mình quá luôn. Về nấu canh chua bông súng rồi ha. Rồi cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Cái này đây nữa. Có bán còn ít cá rô ngon quá kìa, nó nhảy tung tăng trong cái gỗ luôn kìa cô chú. Hình như ở dưới còn hay gì hả cô? Còn ở dưới đâu dở anh coi cô. À còn nè, nó
ngon quá nghe. Cá rô này mà mấy con mè mè là ăn ngon lắm luôn, béo lắm luôn, xương nó cũng mềm luôn á. Quá ngon luôn á. Ký khoảng nhiều vậy cậu? 80 hả? À rẻ ha. Nửa ký nhiều lắm luôn á. Dạ. Rồi mình làm sẵn cho bà con luôn hả cậu? Ta mua rồi mình mặn cho bà. À bà con nào nhờ mặn thì mặn ha. Ai không máy thì ta đem gì à? Có mấy người tép tép ruộng nè cô chú. Tép ruộng bà con này đặt lú ngậm hay đặt vớn ta? Vớn ha, lú ngậm nhiều khi nó thưa, đặt vớn nó mới dày. Vớn nó mới dày nó mới dính. Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe con nha cô. Dạ, dạ, chào chào cháu. Hôm nay cháu đi mua bán hay gì cháu? Đi mua cá ăn. À mua cá ăn hả? Nhìn chú tên gì? À chú Sáu Kẹo Me. Cái gì? Chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me hả? Chú Sáu Kẹo Me. Rồi. À cũng đâu năm rồi, cũng năm vậy rồi á. À mấy năm rồi đó. Chú chuyên về gì? Cái gì? Chuyên về quay về cái gì? Chuyên về về chợ. Quay chợ búa đi à, tất cả các loại chợ chợ tỉnh này tỉnh nọ nhiều khi mình quay gọi rồi mai mốt lâu lâu quay lại cho bà con xem tiếp, còn thôi mình đi chợ mới rồi. Chợ mới tiếp theo hoài nói chung hổm gài cũng 400-500 cái chợ gì rồi con có làm kênh mà con làm bên buôn bán vậy ha. Vậy kệ đi, mình cái nào mình gần gũi thì mình làm nó tiện hơn chứ không phải bỏ kinh phí ra chịu không nổi đâu. Sẵn dẹp mình đó mình làm luôn. Chớ nhiều khi các đứa mà tập trung là không có được. À còn mấy cá lóc này nó chết chết là về nước chiên ngon lắm luôn. Cá này về muối chiên ngon quá ha. Cá lớn muối chiên ngon. À, cá này nè muối chiên là ngon lắm luôn. Với lúc này nó thịt nó ngọt ngay mà nó xương nó mềm luôn đó. Cá non. Dạ cá non ha. Tới tháng từ tháng 5 gì cả nó mới già cứng ha. Cá này non cá. À trong đây cô cũng có mua được nấm gơm hay gì cơ chú? Nấm gơm. Ngon quá nè. 80.000 ký. Vậy hả mấy con cá kia rô phi rồi cá. Cá rô phi. Ồ vậy là về kho kho với nấm gơm mà ăn ngon rồi. Bữa trưa này chắc mình ăn chắc ngon lắm à. Ủa mà ông dành nhiều không mà chị cả cô ha. Còn mấy tay á. Ngựa qua mới mua thì năm tay. Vậy hả? Chị gì? Chị bớt tiền nè. Đây cá rô này mà chú ơi. Cá rô ngon quá ha. À đây. Đó, giới thiệu một chút coi sản phẩm coi. Dạ cá lóc mà cá lóc này mặt không ha cô chú. Mà như cái này rộng các cô chú chuẩn bị đem bán gì là rộng cá nó chạy nó nhảy hơi chạy đậu một chút nha. Mà cái mình thì rất ngon luôn. Chạy đầu ngay đó, khúc đó mình khỏi đánh dãy luôn ha. Cũng như nó chạy nó chóc dãy ra sẵn. Này nè cô chú, cá này cá phân nha. Cá mồi có phân á. Ký cá mồi này chắc rẻ ha. Rồi rồi rồi. Kìa cái cháo đã đi chợ. Để làm lưu niệm luôn. Đó. Đây cá rô này cũng ngon nè, nhảy tung tăng trong cái mâm mình luôn nè. Rô lớn này nhiêu tiền ký vậy hả cô? Ký 50. Dạ rẻ nha, tại mấy con này nó cũng hơi vừa vừa nên bán cũng giá bình dân luôn. Được quá luôn nha. Đúng bình thường. Dạ rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha, mai mốt bán thật nhiều cá nha cô. Dạ, rồi chào cô. Đây cô chú. Đâu đây nè. Đây xoay ghi nè. Đây.
À, cháu này vui vẻ quá nha, mai mốt có đi chợ cầu 13 gầm cầu đó nha, ghé đây ủng hộ Sagi và cốc cho cháu này luôn. Quá ngon luôn nè, vàng nè, vàng đỏ xanh có hết đó. Bà con muốn mua cái nào thì cho lựa thoải mái thôi, tùy theo ý. Dạ, ăn nào lựa nấy, muốn ăn chín thì lựa chín. À quên nữa, 1 ký nhiêu tiền cháu? À, 20 rẻ quá ta, mua nửa ký nhiều lắm luôn á. Về mà có mấy đứa cháu nhỏ nhà nha, mua nửa ký về chắc nó chạy ra nó ôm nha, ôm giò cứng ngắt luôn á. Nó mừng á. Rồi, cảm ơn cháu. À, chào chào cháu, mình bán nem nướng bánh mì ngon quá hả cháu? Ồ nè, nem nướng, nem nướng là mảnh xa mình nghe thơm lắm luôn nè. Ổng ổ bánh mì nem nướng nhiêu tiền cháu? À rẻ quá ta, vậy chấm thời mình mua ổ coi. Ủng hộ ổng luôn. Đây cô chú ơi, mình nem nướng mình nghe thơm quá, mình mua ổ bánh mì nào mà mình ăn luôn. À, ngon quá. Thơm quá nè, cạnh bên có ổ bánh mì con kè, hơ hơ cho nó nóng giòn á. Ba ổ phụ thêm quá bà. Cái thêm hả? Ba ổ bánh mì. Ê, bả gần hết rồi đó. Ngon quá, vàng tươi kìa. Có đẩy dao với đứa, có đẩy ớt dao. À, đó, đó, đó thì biết sao không, có khẩu trang mà đâu có thấy đâu, đâu biết ai đâu, mà có biết cũng vui thôi chứ có là đâu. Nè, nè, đâu có quay lại đó. Đó. Rồi, quay nãy rồi. À. Rồi, chào chú bán khoai hả chú? Dạ khách hả? Rồi như mình thường đi lại đây uống cà phê không chú? Hả? Thường uống cà phê giấc sáng đây không? Dạ, tôi lâu lâu rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy lâu lâu mới lại hả? Chú dạ. Thấy thưởng thức cà phê ở quán này mình thấy sao chú, ngon dữ lắm không? Chưa luôn hả? Dạ. Vậy vô thưởng thức đi. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Chúc sức khỏe chú. À, chào chị hai, bún cá nghe bà con khen ngon quá chị hai ơi. Công nhận mà mình nhìn thấy cũng ngon thiệt chứ, cái này đặc biệt là có nuôi này nè, nuôi đẹp quá ta, nuôi là 3-4 màu luôn nè, bỏ vô cái tô mình chắc mình nhìn hấp dẫn luôn, đặc biệt thịt luôn. Hàng chi bà con mua nhiều phải rồi, với cô lúc nào cũng vui vẻ hết kìa. Ăn tô bình quân khoảng nhiêu tiền vậy con? 15.000. Dạ quá bình dân nha cô chú. Đây là chợ gầm cầu nè, quay lên cái gầm cầu cho cô chú xem luôn nè. Đó, mình ở dưới đây thì mình buôn bán nha, có trời mưa là mình cũng tiện đó, nó không bị ướt. À cháu này đang bán đắt quá luôn, bánh mì hết luôn kìa, mình tính mua ngổ mà không có bánh mì luôn. Gửi tiền nãy đây gửi tiền trong sáu mà không bán, đợi cắt luôn đi rồi ơi. Nãy giờ thơm ngon quá thèm ăn quá luôn rồi đó nghe. Chú hai mua trái nhào rồi cô chú, chắc về làm thuốc quá. À, chào cô, bà khía mình trộn sẵn ngon hả cô? Dạ. À, ngon quá luôn nè, nhiều 1 ký gì cô? 1 ký 120. À, bình dân quá nghe cô chú, mua vài trăm gram là ăn thoải mái luôn, còn cái con chưa trộn.
Rồi, cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Dạ. Không, không phải một người thấy nghe, mà ở này nhiều người thấy con nhóc luôn đó. À. Ê, tao muốn này, quay viên luôn nè, đừng tăng lên nghe. Rồi, cô giới thiệu cái con nhóc nãy một bó nhiêu tiền vậy cô? Bó có 5 ngàn, gỡ nó bán nó 10 ngàn. Dạ vậy hả? Đây bó bự mà có 5 ngàn hả? Bán rẻ quá nha. Dạ. Dạ, nói chung có gì mình quay nấy chợ mình đó. Rồi đây đây về bấm coi, để không thôi mình đâu có biết đâu, coi mình đâu có biết đâu, coi nè, coi không nè, ở nhà chị Tôn An Giang ở lò gạch Cống Ganh đó. Dạ cũng gần. Dạ cái này là chú Sáu Kè Me, có điện thoại ra lấy bấm luôn. À, đúng rồi chú, rồi đúng rồi chú Sáu Kè Me với mình coi làm lưu niệm của mình luôn, để mai mốt mình có mà không thấy không biết ở đâu, nói tôi quay tôi rồi tôi không biết ở đâu rồi bấm nữa, thì này nè mới mốt bấm vậy hả? Rồi. Rồi đây hai miếng đó, rồi lấy lại anh coi rồi đi về tiền đâu? Dạ thì kinh phí nhà mình. Rồi, dạ rồi sao chạy không kịp rồi. Dạ sau này thì từ từ, nhiều khi hên bà con ủng hộ, nhiều khi sau này có tiền đỡ. Dạ. Anh đưa đi nước ngoài nha. Nước ngoài ha. Ở cái này là đưa video nước ngoài coi luôn. Nói chung là coi tất cả thế giới luôn á. À vậy hả? À cũng như là mấy người lạ rồi đó, mấy người ấy rồi đó. Dạ dạ. Bây giờ có cái vụ này mà dạ dạ sao con ở cháu nha, nó ở trên ăn tới hai chuyện luôn mà không phải chuyện kia, không phải của mình, nó ở trên ở đây nè, bây giờ nó em nó mua 200 công đất để cho đứng tên, bây giờ nó lên quận 8 thì nó ở chỗ mình liên lạc nó không được, rồi bây giờ mình thấy liên lạc với thằng Tấn Dĩ nó tìm cho mình được không anh? Được. Thì nó tại ở vì với mà lúc trước là có cái chú mà bên cái như gì cũng như hiệp sĩ đường phố á, liên hệ bên đó tìm cũng hay lắm, bên địa hiệp sĩ đường phố á, còn hiệp sĩ bên thành phố đúng không, hiệp sĩ đường phố còn bên tính dĩ là kết nối yêu thương. À, dạ, rồi bên hiệp sĩ đường phố á, là tìm người thân cho mình dễ hơn, hiệp sĩ đường phố á. Dạ dạ. Rồi thêm cái nữa, nhỏ thằng em Tôn là bây giờ nó ở nhà trọ ở cái cầu Cái Me, anh biết nó cũng khổ, hai chồng ở đây có hai đứa con, rồi cái vợ nó bỏ đi ra thành phố, bây giờ nó tìm con không có được, mà bây giờ dạ. Vợ nó không có nuôi, đưa lại cái chùa gì mà nó rẻ mồ côi đó, dạ. Cái nó nhà không có điện cho con nói ba đi rước con về, rồi cái tự nhiên nói vậy cái nó mất liên lạc, nó mày cùng chết, bây giờ đừng có điện gì nó bể sao được, dạ. Để nó giờ chú khác ở đâu phải không? Dạ. Rồi nó mới nói chuyện với em mấy dài thì mẹ nói quên em tính hỏi. Vậy là cũng như nhà là cái hiệp sử đường phố á, hiệp sử đường phố. Mình đọc lên cái bấm nó nhảy lên cái mình liên hệ vô, bình luận rồi vô. Hiệp sĩ thành phố ha. Đường phố. Đường phố. Dạ, hiệp sĩ đường phố. Hiệp sĩ đường phố. Dạ. Vậy ha, chúc sức khỏe chị nghe chị. Rồi. Thank you.
chú Sáu Cà Me cũng xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu ở chợ Gầm Cầu Tà Đảnh 13, nếu thấy video này cô chú xem thấy vui và có ý nghĩa thì ủng hộ cho. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các cháu đã xem video này và ủng hộ. Chào cô chú anh chị và các cháu. Chào.